chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của I Am Xuyên. Wow, độ mát rồi rồi. Đây chó. Đâu đây? Đây là đường ngoài đi vô villa. Hôm nay cuối tuần mọi người cũng check in đông lắm. Wow, có hồ cá đây nè, cá coi kìa. Sao có con gì buồn quá vậy? À, có nhưng mà hơi ít nha mọi người. Đó, dễ thương. Đi đúng dịp Noel thấy thích luôn. Tại người ta trang trí á, nhìn nó có không khí. Đi 8-9 tiếng cũng tới, check in trễ mọi người. Đây là nước welcome drink của resort. Cổ kính nha. Cái này là của Pháp á. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của I Am Xuyên. Trời, hôm nay mọi người thấy không khí rất là khác biệt. Không phải là biển nữa mà đó chính là rừng, là núi. Hôm nay Xuyên sẽ đi lên Đà Lạt và review cho mọi người một cái resort villa có tên là Annam Mandara. Theo Xuyên biết, cái villa này kiểu như làm cổ kính từ thời Pháp đó mọi người, cho nên là nhìn nó rất là cổ điển, nhìn vintage luôn. Bây giờ Xuyên sẽ dắt mọi người đi xem cái phòng nha. Trang trí dễ thương quá. Đúng mùa Noel luôn mọi người. Xuyên review đúng mùa cũng là một dịp cho mọi người có thể lên đây trải nghiệm và nghỉ dưỡng cùng gia đình. Vừa mới vô là mọi người sẽ thấy một cái phòng khách bự. Thì ở ngoài á, Xuyên thấy nó hơi tối, tại vì resort người ta cũng không có làm đèn quá sáng, chỉ trừ khi nào ánh sáng mặt trời vô thì nó mới sáng lắm thôi. Còn bên đây thì là một cái quầy pha mini, trời ơi dễ thương lắm mọi người. Đây giới thiệu cho mọi người, có cả cà phê luôn nè. Mấy cái này thì là miễn phí, trà trên đây là miễn phí. Đó, cà phê túi lọc nhìn nó xịn sò, cà phê rồi trà đường đầy đủ luôn. Cái này ấm để mình để pha nước sôi thì chắc cũng có ấm nước sôi. Ủa Xuyên không có thấy, đâu mở thử coi. Ở dưới đây là một cái quầy đồ ăn này thì mình sẽ tính tiền nha mọi người. Đồ ăn chơi á, kiểu mình đó đói thì mình dìm lấy mình ăn nhắm, ăn nhắm với lại kèm uống với lại rượu đồ nè. Đó, có sẵn luôn nhưng mà dưới đây thì sẽ tính tiền. Xuyên coi đây, tủ lạnh nè. Ấm nước sôi dưới này nè mọi người. Đó, ấm nước sôi dưới này. Trời gớt tôi. Đó. Còn đây chắc tủ mình để muốn để gì để luôn mọi người. Kiểu để dép hay gì cũng được. Đó, bự lắm. Tủ này có nước trốn vô đây chơi 5-10 được á. Bật mí cho mọi người cái chỗ này. Đó, trời sáng sủa nha. Mà cái đèn người ta quấn cái dây thần cũng dễ thương nữa. Đây, đây là công tắc của đèn đó mọi người. Còn đây là nút điều chỉnh của quạt. Còn đây là nút điều chỉnh quạt. Rồi nhìn nó cổ điển, nhìn hay với mọi người. Quạt trần trên đây nè, quạt trần phía trên đây. Đó. Và đây một điều đặc biệt của căn phòng Xuyên đặt đó chính là phòng tắm. Ồ, mọi người xem dễ thương chưa? Chỗ này nè, Xuyên thích cái màn trắng nè, kiểu không? Giống như là cổ điển hồi xưa á mọi người. Người ta vẫn cho mình dầu gội, dầu xả, rồi sữa tắm đầy đủ nha. Bên đây là phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh, xin cho mọi người xem một tinh tế nữa nè mọi người. Đó là phòng vệ sinh này xài gỗ á,
sàn gỗ này á, thì lúc mà mình ngồi lên nó sẽ mình đi vệ sinh là nó đỡ bị lạnh. Xin sợ những chỗ lạnh đó mà ngồi lên những cái đá này nó lạnh khó chịu lắm. Hay một điểm cộng rồi, lavabo rửa mặt thì mình cũng sẽ có hai cái bồn luôn. Sáng tôi với bạn không có dành cái bồn rửa mặt nha. Rồi, tiếp tục, đây là phòng ngủ nè mọi người, dễ thương đẹp lắm. Đây, phòng ngủ thì đặc biệt chỗ này là sẽ có ánh nắng vô sáng thì Xuyên không biết, tại vì hôm nay Xuyên tới trễ quá, đi xe nằm xe tới 8-9 tiếng mới tới mọi người. Rồi tới đây là 4 giờ chiều rồi, bây giờ là hiện tại là 4 giờ chiều thì nắng nó vô đây rất đẹp luôn. Dễ thương. Ở ngoài này á, wow, độ mát rồi rồi. Chỗ này buổi sáng mình có thể ra ngồi uống nấu một tách trà uống rồi nhâm nhi thưởng thức khí trời của Đà Lạt rất là mát, mà hôm nay không có lạnh quá mọi người, nó mát mát mẻ mà thoải mái lắm kìa. Giường này Xuyên đặt là giường đôi, mọi người xem giường đôi mà nó rất rộng luôn á, này cỡ 4 người nằm vẫn vừa, mà có điều chiều dài nó hơi ngắn một chút thôi, nhưng mà bề ngang thì rộng thoải mái. Ủa, đã lắm mọi người. À đây, một điều đặc biệt ở đây có cái lọ sưởi luôn nha. Đó, nếu mình xài mình bật cái này, nó là tự động nó sẽ ấm dần nếu mà lạnh quá, còn không thì mình cứ tắt thôi, mình tắt gì đó rất là dễ xài nữa. Còn đây là phần resort có chuẩn bị cho Xuyên trái cây để tới mình ăn lót dạ, nhưng mà bây giờ đói lắm rồi, hồi sáng giờ cũng chưa ăn gì trơn á. Làm giới thiệu cho người xong là Xuyên bắt đầu đi ăn những cái quán local địa phương để review cho mọi người tiếp. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Đây là căn biệt thự của Xuyên ở nè mọi người, đây buổi tối xuống đèn rồi, hơi tối nha. Trời ơi, lâu quá vậy mà cửa lâu vậy bé. Phòng cái đèn màu vàng ấm cúng nè, mà ở chỗ này thì cũng không có vắng lắm đâu, nhìn vậy chứ không có vắng đâu mọi người, người ra vô cũng tấp nập á. Hôm nay trời Đà Lạt rất là đẹp luôn, mọi người xem nè, chỗ xanh trong mà lúc bình minh xuống nữa, mặt trời lặn đẹp lắm. Wow, còn đây là cái nhà hàng nè mọi người, nhà hàng này buổi sáng Xuyên sẽ ra ăn buffet sáng, khi là người ta phục vụ buổi tối luôn. Trời ơi, đẹp quá. Cái gì ấm cúng vậy? À cúng hả? Đúng, ấm cúng luôn. À, cái người ta cúng. Nhà hàng Le Petit Restaurant. Đó. Sang trọng nha mọi người. Phong cách châu Âu cổ điển. Rồi, thời tiết buổi sáng rất là trong lành, có hoa nè mọi người. Xuyên đang đứng ở ngoài giường chuẩn bị đi ăn sáng rồi quay bữa sáng, buffet sáng cho mọi người xem. Đã lắm mọi người, không có lạnh, nó hơi nóng tại vì nắng á. Hello mọi người, hôm nay là sáng thứ bảy, Xuyên sẽ review buffet sáng cho mọi người xem, để coi ở đây làm có ngon không, có hợp khẩu vị với mình không. Đi thôi. Cái nhà hàng thì nó cũng gần chỗ của Xuyên ở luôn.
cũng gần cái phòng sinh nở luôn nè, cách mấy bước chân mà tới. Cậu nhìn rất là chill luôn mọi người. Quá là châu Âu, quá là Tây. Thì vừa bước vô đó là quầy làm quầy quầy nước, món nước mọi người, hủ tiếu hay là gì á, hủ tiếu bánh canh những miếng nữa. Bên đây là quầy trứng, trứng làm tại chỗ. Ủa bên đây là món gì anh? Một cái mì hả? À mì với phở hả? Dạ. Đó, ba món nước. Còn đây là trứng ốp lết. Cái tiếp là bánh khọt. Hôm nay sẽ là quay bên cạnh trứng với bên đây là cháo đúng không chè? Cháo đúng không? Súp, súp không? À đây là súp. Tại tôi thấy trứng muối thì tao đoán cháo liền. Không biết nên lấy bàn chứ. Đó, bên đây là cháo. Cháo trắng. Đây là dim sum. Hết rồi, bắp. Xôi. Nó dim sum nhỏ nhỏ cũng dễ ăn. Chạy lắm, hết rồi. Nó chả hết rồi, tới trễ quá. Khoai lang. Cái tiếp ngon. Đây là cơm chiên với lại gà nấu, gà hầm đó mọi người. Gà nấu táo, táo đỏ. Đậu hũ sốt nấm. Đây, đây đậu hũ bên đây. Còn này giống như là sườn sốt đậu đó, hầm với khoai tây. Đây là món rau nha mọi người. Đó, khoai lang lại rau. Rồi, chay nha, món này món chay. Còn quầy sẽ là quầy mình ăn sáng nha. Dạ. Dạ đúng rồi anh. Chắc cũng có đam mê dữ lắm nè, nhìn là biết liền. Ê 6.000. À. Đây là view Xuyên ngồi ăn nè. Trời ơi, nhìn ra ngoài khuôn viên quá trời chiêu luôn. Một bàn đồ ăn luôn. Lấy sẵn để quay cho mọi người xem. Chứ lại cũng sắp hết giờ rồi đó, ra hơi trễ. Bây giờ Xuyên sẽ ăn thử test liền cho mọi người. Thì Xuyên cũng lấy sẵn đồ nóng trước đó là phở, tại mì, hủ tiếu mì á, mà Xuyên lấy mì thôi. Cọng mì nhìn ngon lắm mọi người. Người xem cọng mì nè. Đó, nhìn hấp dẫn cho nên là Xuyên mới kêu á, chứ tính là ăn phở thôi. Thì Xuyên sẽ thử trước món nóng đi, tại vì sợ nó nguội á, nêm một tí xíu nước mắm vô. Ớt. Này là ớt nấu mọi người, ớt nấu. Chế một chút cho anh. Ê con chó. Đi đâu đây? Liêu liêu. Nãy Xuyên có hỏi là món nước làm ngày mai sẽ làm một món khác đó, kiểu như thay đổi menu của mọi người. Bởi vì nước ngon nha. Nước ngon nha mọi người, thơm. Với lại nó không có quá bị nhạt đâu. Vừa ăn kiểu như vừa ăn á. Bây giờ xin ăn phở gà. Tại vì phở bò hết bò. Gà trễ quá hết rồi. Còn đây là món mì thịt bằm mọi người, nhưng mà nhìn hấp dẫn. Có nấm nữa. Hay có nấm. Ủa này không phải nấm này, cục gì vậy? Cục gân hay cục gì vậy? Đó. Thầy nhìn giống miệng người Hoa á. Nhìn giống miệng người Hoa ghê. Rồi xem cũng trang dắt một xíu chanh vô. Rồi. Với lại một tí xíu nước mắm dở. Trời ơi, cọng mì ngon ghê á.
nó không bị quá dai cũng không quá mềm, hiểu sao ta, kiểu ăn vô trong miệng nó đã đã mọi người, cộng bự ăn đã. Là mì trứng á, ngon. Thôi cái mì này ngon nè, rồi ngon phở luôn nha. Ăn cơm trước, tại mấy cái salad này thì nó bình thường rồi, mấy mình tự trộn mình không nói. Mình ăn mấy món này chứ thôi, đây là cơm chiên tỏi. Với lại đậu hũ nấu với lại hành tây rồi cần hành đó mà. Còn đây là xôi, trời ơi, không thể nào mà thiếu này được. Lát nữa lột sao. Trời ơi, xôi mềm mà thơm. Tới món này, cái này như là sườn nấu đậu. Cái này là sườn nấu đậu. Còn bên đây là gà hầm táo đỏ. Chị sẽ ăn cái sườn nấu đậu này trước. Vô miệng nha mọi người. Nói chung là ổn áp. Bên đây là hấp chút nước dùng. Nước dùng này nó ngọt mà ngọt thanh luôn á, kiểu như ngọt từ táo á, ngon nha. Gà mềm, tại vì hầm ra nó sẽ mềm. Ở đây thêm chấm đồ ăn 8/10, 8 trừ là cho xíu là hơi ít đồ ăn chút, nhưng mà ngon chất lượng. Chứ không có espresso, như xin cầu không có espresso. Đây là tới tiết mục vườn hoa mẹ trồng nha. Nói giỡn chứ resort trồng. Nhiều khi không trồng nó cũng tự mọc mọi người. Để tiên thấy ra ngoài đường á, ngoài đường trên đường phố á, hoa cũng quá trời luôn. Kiểu không có dưỡng, không gì, nhưng mà nó cũng mọc. Đây là hoa cẩm tú cầu, hoa xinh thích lắm nè. Đó, có ai tặng tôi không? Không dám bứt luôn á, bứt sợ mai lên truyền hình liền. Còn đây là hình như cây bơ nè mọi người. Nè mọi người xem nè. Wow, bơ ơi, bơ gớt bị bà để, bà hửi, chứ bà sẽ không làm sưng tố. Đó mọi người xem nè, hình như chưa chín. Chứ bơ hay chứ cóc ta, bơ phải không? Bơ mà. Ừ, không biết bơ hay cóc luôn á mọi người xem. Zoom hết cỡ luôn, thấy được nhiêu đó thôi. Dạ, Xuyên không biết đâu, bạn bé cháu nó nói vậy đó. Mọi người có biết cây gì thì comment cho Xuyên biết chứ nha. Nè, cái thân của nó như vậy nè. Hello mọi người, bây giờ là buổi trưa rồi thì trời không có lạnh quá, Xuyên sẽ review cái hồ bơi. Rồi gần đó nó sẽ có phòng gym với lại cái bàn bida luôn, nên là dắt cho mọi người xem kiểu đầy đủ tiện nghi lại vui chơi á. Bây giờ Xuyên sẽ đi lên cái dốc này là tới cái hồ bơi á mọi người. Thì từ cái phòng Xuyên đi lên đây cũng gần lắm, cho nên là đi bộ thôi, không có kêu xe. Đây là hồ bơi. Buổi trưa rồi vắng á, không có ai, cho nên là Xuyên sẽ tự tin mà quay cho mọi người hơn, để đi thoải mái một chút. Với buổi trưa người ta cũng ngại nắng á, ít người bơi. Xuống dưới đây thì mình sẽ thấy cái phòng gym trước nha. Bước vô đây là phòng gym. Thì phòng gym hôm nay Xuyên thấy có những cái mà cơ bản thôi, không có mấy cái tạ kiểu như tạ dĩa, tạ bự, mà chỉ có mấy cái tạ đơn đen thế này. Ví dụ mà lạnh quá mình vô đây mình đốt calo cho nó ấm người. Rồi mấy cái cơ bản như thế này, kéo xô này, để Xuyên thử kéo xô cho mọi người xem. Tết máy
đùi nè. Mấy cái này là đá đùi. Rồi mấy mấy chèo, xong rồi mấy đạp. Ở đây mình có nước sẵn để tập mà mệt quá mình uống. Với lại thảm yoga đó nữa. Ga này thì sẽ đây là bàn bia. Sẽ chơi thử một dáng nha mọi người. Cho ăn gian đặt băm nha mọi người. Cái lỗ mẹ khó không có vô. Đặt băm mà còn không vô nữa là thua luôn á. Mình bắp luôn. Méo. Bây giờ xin sẻ review hồ bơi cho mọi người. Mới vừa dẹo xong vòng cho mọi người. Thì hồ bơi này Xuyên có thấy người ta ghi là từ 1m đến 1m rưỡi. Tức là chắc đây là 1m rưỡi, đẳng 1m á. Kiểu như nó là lài xuống á. Hồ này là hồ nước ấm luôn mọi người. Nói ấm vậy nhưng mà nó cũng mát mát thôi, chứ không có quá là kiểu nóng nóng. Thì không biết sao hôm nay trời nó không có, trời giống như là trời Sài Gòn luôn á. Xuyên nghĩ tầm cỡ 28-29 độ á, nên là không có bị lạnh. Nước này nó cũng vừa vừa nữa, mát mát nữa mọi người. Mát thôi. Cho nên là bây giờ Xuyên sẽ xuống bơi và cho mọi người ngắm cảnh xung quanh cái hồ bơi này. Xuyên tới sớm cho nên là quay được đầy đủ món ăn cho mọi người. Hôm nay đồ ngọt là mình có sữa chua. Đó. Rồi sâm bổ lượng hấp dẫn. Bánh này đủ luôn nè. Ngày hôm qua trễ quá không được ăn bánh. Còn món nước thì sẽ có bún chả cá với lại phở. Là buổi sáng cuối cùng Xuyên ở Đà Lạt. Thì đây là chỗ Xuyên ăn sáng, nổi mà trời đúng chiêu luôn á. Lạnh nhẹ mà đồ ăn nóng này kia đã lắm. Này đón bình minh luôn. Thì hôm nay Xuyên cũng tranh thủ ăn sớm mà về sớm, tại vì cuối tuần hết xe mọi người, không còn xe để về nữa. Cho nên là 9 giờ một lát nữa Xuyên ăn xong rồi xếp đồ này kia là về liền. Thì hôm nay đồ ăn sáng là tất cả những mấy cái món mà món chính á, thì người ta cũng có thay đổi các món đó. Về món nước thì mình sẽ có bún chả cá với lại phở bò. Đó. Hôm qua Xuyên ăn phở gà, hôm nay ngoài phở bò có cơm thịt kho tiêu nữa. Em đi em nhớ quê nhà nè. Nhớ canh rau má, nhớ cà dầm tương rồi đó. Nhớ canh rau muống nha. Thì cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Mong mọi người sẽ ủng hộ Xuyên bằng cách like, share và subscribe cho kênh của Xuyên nha. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ và an lành.